Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục review những căn hộ thực tế do đội ngũ Mac Home thiết kế và thi công trọn gói. Và ngày hôm nay Hùng và Huyền đang có mặt tại vị trí đó là chính là Đoan Hùng Phú Thọ để ghé thăm căn nhà của anh Nguyễn Cao Cường, chủ đầu tư của căn hộ. Và để biết được căn nhà này chi tiết như thế nào thì xin kính mời quý vị và các bạn chúng ta cùng theo chân chúng tôi nhé. Quý vị thân mến, và hiện tại thì ngay sau lưng chúng tôi đây quý vị có thể thấy là một cái ngôi nhà nổi bật, những cái vẻ bề thế và cao giáo. Và ngôi nhà này có thiết kế rất là đặc biệt từ trước giờ, đúng không anh Hùng? Đây là ngôi nhà được Mac Home thiết kế dành riêng cho gia đình anh Cường tại Phú Thọ. Bởi vì sao anh rất là mong muốn thiết kế làm sao? Bởi vì anh ở mà, cho nên anh sẽ thiết kế nó sẽ rất là khác so với ngôi nhà mà chúng tôi thiết kế. Nó sẽ có những điều gì đặc biệt thì xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng theo chân tôi nhé. Trước tiên thì tôi muốn giới thiệu đến cái phần gara. Theo mong muốn của gia chủ thì gia chủ muốn một chiếc gara rất là rộng, bởi vì đây là ngôi nhà không chỉ để mỗi gia đình sinh sống mà còn là nơi để gia đình làm việc nữa. Đó, quý vị có thể thấy được cái phần nhà xưởng của ngôi nhà bên tay trái của tôi đây. Rất là thì... nhiều gỗ đúng không ạ? Đúng rồi, gia chủ là chủ xưởng để sản xuất và gia công gỗ, cho nên sẽ có rất là nhiều những người thợ sẽ buổi sáng sẽ đến đây và hoàn toàn có thể để xe ở trong khu vực gara này. Đó, thì gara này có diện tích rộng lên đến 100m2 em ạ. Trời ơi, vậy thì em nghĩ có thể để rất nhiều ô tô trong này đúng không anh? Đúng rồi, ô tô rồi xe máy này, nó hoàn toàn có thể có một chiếc phòng nhỏ luôn để thợ có thể nghỉ trưa. Em thấy là cái thiết kế này khá là hợp lý, bởi vì là thường thường sẽ thợ sẽ đến đây làm ấy. Cho nên cần phải rất là nhiều cái không gian để xe này. Để đúng rồi. Các bác thợ nữa. Chúng ta sẽ có một mặt trước rộng 4m8. Đó, và ngôi nhà của chúng ta sẽ rộng 5m1. Tổng mặt trước nó sẽ rơi vào tầm khoảng gần 10m. Đó. Với chiều sâu là 17m. Chiều sâu cũng khá rộng đúng không anh? Đúng rồi. Thì ở đây thì sẽ được ngăn ra thành rất là nhiều khu vực nhé. Chúng ta có thể hoàn toàn để xe khu vực này này. Đây chính là cửa để dẫn ra lối nhà vệ sinh phụ. Đó, hiện tại thì gia đình chưa lắp cửa, vẫn còn đang chống, chắc chắn là sau này sẽ cải tạo thêm rồi. Phần gạch thì cũng được sử dụng gạch chống trơn em nhé. Và em thấy là nếu mà thiết kế cái nhà vệ sinh ở đây thì cũng khá là hợp lý, bởi vì là khi mà các bác thợ ở đây này thì có thể sẵn sàng là vào chỗ này để sinh hoạt. Đúng còn rồi. Nó sẽ tách biệt với cái không gian ở trên nhà của gia chủ hơn. Và tất cả những cái đường như kiểu rầm rồi tường các thứ này nó sẽ thiết kế theo cái không gian ở bên trên nhé, làm sao nó tạo cái sự thoải mái nhất. Cái khu vực này cũng vậy, cũng sẽ có một cái cửa sổ thoáng để hướng ra bên ngoài, làm sao cho cái căn phòng của chúng ta kể cả cái ga của chúng ta nó sẽ không bị bí. Còn bây giờ thì xin mời Huyền cùng quý vị khán giả chúng ta cùng bước lên nhà nhé. Đó, thì từ vị trí gara thì chúng ta ra đến khu vực bậc thềm nhé. Và không biết là cái ngôi nhà này sẽ có gì đặc biệt đây, và quý vị có thể thấy là ngay sau lưng chúng tôi đây ạ là một cái hệ bậc rất là lớn, bậc cao. Mình thấy thì cho em hỏi một chút là không biết là khoảng tầm ở đây khoảng bao nhiêu bậc này? Rất cao đúng không quý vị? Ở đây có 17 bậc em nhé, sẽ được chia làm 2 nhịp. Một nhịp sẽ bao gồm 9 bậc và một nhịp sẽ bao gồm 8 bậc. Đó, một nhịp thì kiểu, một nhịp bát đúng không? Kiểu bát. Đó, mãi mãi phát lộc. Đó, giải thích một chút định nghĩa. Mãi phát lộc đúng không? Thì hai bên thì sẽ được sử dụng bằng đá granite nhé. Ở giữa thì chúng ta sẽ xây dựng một bậc thềm đỏ giống như là chúng ta đi vào những cái buổi đúng không? Để chào đón mọi người đến giống như một cái buổi Oscar vậy. Đó. Cái hệ lan can của trong cái bậc này thì được làm bằng xi măng. Đúng rồi, sau này sẽ được sơn. Nó sẽ tổng hòa cùng với cái màu sắc của ngôi nhà. Hiện tại thì gia đình chưa có sơn nhé, nhưng mà chắc chắn là sau này sẽ sơn để giúp cho ngôi nhà được bảo vệ tốt hơn, và chắc chắn rồi nó sẽ làm cho cái thẩm mỹ của ngôi nhà đẹp hơn. Và chắc chắn là sau này gia chủ của chúng tôi thì với thiết kế này sẽ để thêm những cái chậu cây ở bên này để tạo cái không gian thẩm mỹ cho cái hệ bậc này. Đúng rồi, nhìn rất là chắc chắn, nhìn rất là thoải mái quá. Và lý do tại sao Huyền biết tại sao gia đình lại xây cái bậc nó cao như thế này không? Khi mà em lên được cái khu vực này thì em cảm thấy là khá là mát mẻ. Thì em nghĩ rằng là với xây một cái cao cao như thế này thì sẽ lấy được cái không khí và gió trời vào. Nó tạo cho cái công trình trở nên cao bề thế hơn đó. Ngoài ra thì như gia chủ tiết lộ thì bởi vì đằng trước nó là mặt đường. Thêm nữa là cái công việc sản xuất nó khá là bụi, cho nên là gia chủ muốn cái ngôi nhà của mình nó rất là cao để làm sao nó tránh được cái sự bụi bặm, cũng như là làm cho cái công trình của chúng ta sử dụng được thêm cái tầng 1 nữa. Đó chính là cái lý do mà tại sao gia chủ lại sử dụng cái hệ bậc nó rất là cao như này. Về sảnh trước của ngôi nhà thì chúng tôi sử dụng hệ cột vuông rất là chắc chắn và vững chãi quý vị nhé. Và hiện tại thì gia chủ đã trang trí được thêm một cái phần đá granite ở giữa rồi, tạo cái tính thẩm mỹ sau này thì cái phần sơn tổng hòa ngôi nhà nó sẽ làm cho cái công trình của chúng ta đẹp hơn thôi. Đó. Và hệ mái của chúng ta thì vẫn là theo cái hệ mái Thái đúng không anh? Đúng rồi, mái Thái rất là đặc trưng.
À, nhắc đến mái Thái thì công trình này nó có hình khối cực kỳ là lạ mắt và đẹp nhé. Về phần trang trí này, về phần mái này, ba chữ mái hình chữ A nó tạo nên cái hình khối rất là đồng đều và cân bằng. Đó. Trước khi mà đi vào không gian chính của nhà thì nó sẽ đi qua một cái hệ cửa. Và em cảm thấy là cái hệ cửa này màu sắc nó cũng vừa lạm vừa quen nữa. Đúng rồi, nó rất là sáng đúng không? Tuy rằng là chúng ta chưa sử dụng sơn cho nên là lát nữa vào căn phòng nếu quý vị có nhìn thấy hơi tối một chút thì quý vị cũng thông cảm với chúng tôi nhé. Em thắc mắc là cái này không biết nó là cái chất liệu gỗ gì vậy? Em thử đoán xem. Thì em thấy là nó vừa như em vừa có chia sẻ, nó vừa lạ mà lại vừa quen. Thì cũng không biết là thế nào. Cũng có nhiều căn nhà mà chúng ta đã sử dụng gỗ này rồi. Đây không phải gỗ lim Nam Phi mà đây sử dụng gỗ xoan. Gỗ xoan. Đúng rồi. Bước vào không gian phòng khách thì chúng ta có một phòng khách vô cùng rộng em nhé. Phòng khách này thì có diện tích là 40m2. Đúng rồi, cùng với cái phòng bếp chỉ được ngăn cách của một hệ gọi là kệ tivi thôi thì chúng ta có một không gian vô cùng rộng là 70m2. Phòng khách 40m và phòng bếp cộng phòng ăn là 30m2. Đó. Khi mà anh biết là khi mà bước chân vào cái không gian phòng khách đầu tiên thì nó ấn tượng với em đầu tiên là cái gì không anh? Ấn tượng gì em? Đó chính là cái bộ bàn ghế này. Dạ đúng không? Rất là hoành tráng. Em nhìn đằng xa xa thì em tưởng cái gỗ này thì nó có một cái độ bóng nhất định ấy. Thì em nghĩ giống như là kiểu cái độ bóng này thực ra là mình đánh rồi mình mài thôi. Đẹp ở cái phần vân gỗ. Vân gỗ. Đúng rồi, vân gỗ này thì sử dụng một gỗ rổi nhá. Theo chia sẻ của chủ nhà thì bộ salon, bộ bàn ghế này có giá trị hơn 100 triệu đồng. Gần 120 triệu đồng dành cho bộ bàn ghế rổi này. Em thấy cái màu sắc đấy khá là đẹp. Đúng rồi, cũng cực kỳ chắc chắn luôn. Và đây nó sẽ nổi bật tất cả những phòng khách, cảm giác nó sẽ sáng sủa hơn rất nhiều. Thêm những cái bộ trang trí như là bộ bàn trà này, rồi gạt tàn thuốc lá đúng không? Tất cả đồng bộ nhau. Đó, nó rất là hợp. Ở đây thì gia chủ chúng tôi cũng sắp xếp thêm một cái tivi cùng cái hệ loa đài rất là lớn để có thể đáp ứng đầy đủ nhu cầu giải trí của gia đình. Còn ở phía phòng khách thì chúng tôi có thiết kế thêm một cửa sổ rất là rộng. Cửa sổ này thì hình như là cũng có thiết kế đồng nhất với lại cửa chính đúng không? Cũng như là khuôn bao thì đều làm được bằng gỗ lý này. Đúng rồi, khuôn bao bằng gỗ lý và những chắn song và cánh cửa thì làm bằng gỗ xoan. Gỗ xoan. Đó. Rất là hợp lý. Căn nhà này chắc chắn rồi sau này sẽ được gia chủ đề co rất nhiều các vật liệu gỗ ở trong nhà. Bởi vì của nhà trông được mà. Nhà đúng không? Gỗ mà anh, đúng không? Đúng không? Không gian tiếp theo thì anh muốn giới thiệu Huyền cùng quý vị khán giả chúng ta cùng đến với không gian phòng thờ nhé. Phòng thờ thì có diện tích là 10m2. 10m2. Đúng rồi. Có một mặt thoáng ở đằng trước giúp đón gió, không khí tài lộc và chắc chắn rồi hướng ban thờ này cũng sẽ hợp với cái hướng của phong thủy của gia chủ. Và nếu em đoán không lầm thì trong không gian thờ này thì lại là một loại gỗ khác đúng không anh? Đúng rồi. Ban thờ này thì cũng như rất nhiều các căn nhà khác cũng như phong tục tập quán của Việt Nam thì sử dụng gỗ mít em ạ. Gỗ mít. Đúng rồi. Trong nếu mà nói đến gỗ mít thì em tưởng tượng ngay là nó có một cái mùi thơm đặc biệt à? Đúng rồi. Ban thờ thường là quý vị chúng ta sẽ sử dụng gỗ mít nhé. Nhà nào sang hơn thì có sử dụng thêm gỗ hương hoặc là trầm. Bởi vì thứ nhất thì gỗ mít có đặc tính là dẻo dai này, chống cong vênh này, chống muối mọt rất là tốt. Và thứ hai nữa cái màu của gỗ mít ấy rất là đẹp. Nhiều người thì liên tưởng đến cái màu của Phật. Cho nên là sẽ hay sử dụng để làm ban thờ hoặc là những cái đồ thờ tự đó. Và em thấy là nếu mà thiết kế với cái ban thờ mà như thế này rất là hợp lý. Hướng là quay thẳng ở phía mặt tiền ngôi nhà. Đúng rồi. Thì theo như tất cả những cái phong thủy mà em biết thì hướng thế này sẽ giúp là đón tài lộc vượng khí gia chủ. Chúng ta sẽ thiết kế một phòng thờ làm sao thông thoáng, hướng tài lộc với một cánh cửa sổ rất là rộng đúng không? Đó, ở đây thì cũng được, chúng ta cũng có thêm một chiếc rèm nhỏ như thế này để giúp cho cái không gian của chúng ta linh thiêng. Nếu như nhà có việc hoặc có khách chẳng hạn. Đó. Không thì chúng ta cứ treo thế này thôi. Ngăn cách không gian. Đúng rồi. Nó không bị bí, thay vì việc là chúng ta chỉ sử dụng một cái bức tường hoặc là cánh cửa để chúng ta che thì chúng ta có thể sử dụng cái phần rèm như thế. Ở đây thì chúng tôi cũng có thêm một cái phòng ngủ đầu tiên của ngôi nhà. Đúng. Nhưng mà hiện tại thì đang có người các bé đang sử dụng bên trong, chúng tôi không tiện chia sẻ. Đây phòng ngủ kit thì có diện tích là 13m2. Ở đây thì cũng vẫn có cửa sổ quý vị nhé. Cửa sổ sẽ hướng vào bên tay trái của ngôi nhà, nó cũng có một cánh cửa sổ rất là rộng, rất là giống cái căn phòng master mà chúng tôi muốn giới thiệu quý vị đây. Đó. Và trước khi đến công gian tiếp theo thì em thấy ở đây còn có một cái lối đi ra ngoài. Thì không biết ở đây thì có cái gì. Lối này nó tạo cái không gian rất là thông thoáng cho căn phòng. Đó, một căn phòng thì chúng ta không nên chỉ có một lối tiếp cận đằng trước đâu nhé. Chúng ta có thêm một lối tiếp cận này nữa. Và lối tiếp cận này sẽ dẫn ra khu vực đằng sau nhà.
gần như là khu vực hành lang đấy quý vị. Và thứ hai nó sẽ giúp cho cái không khí trong ngôi nhà luôn được luân chuyển. Đó. Và em có một phát hiện nhé, nếu mà chúng ta đứng ở vị trí này chẳng hạn, khi mà chúng ta nhìn ra ngoài kia thì gia chủ chúng ta rất dễ dàng là có thể là quan sát thợ làm, quan sát được những cái hoạt động mà nhân viên của kia người ta đang làm. Đó thì đúng rồi, gần như là một cái chỗ để quan sát làm việc đúng không? Rồi, tiếp theo thì sẽ đến khu vực phòng ngủ quý vị nhé. Và phòng ngủ tiếp theo của ngôi nhà này thì đây là phòng ngủ thứ hai. Phòng ngủ này là phòng ngủ master. Có diện tích của phòng ngủ bao nhiêu nhỉ? Diện tích phòng ngủ này là 15m² và có một nhà vệ sinh có diện tích là 4m² ở trong phòng ngủ. Hiện tại thì chúng tôi phòng ngủ này thì vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, chúng tôi hiện tại không tiện chia sẻ với quý vị, chúng tôi sẽ chiếu 3D nhé. Và không gian tiếp theo mà chúng ta sẽ đến đó chính là một gian bếp. Gian bếp này thì đầu tiên khi em bước vào đây thì em thấy là khá là rộng rãi. Rất là rộng luôn, bởi vì gia chủ sẽ không muốn ngồi bằng bàn nào. Cho nên là gia chủ muốn ngồi đất thôi, cho nên là làm cái không gian này nó sẽ rộng lên rất là nhiều. Đó, thì cái gian bếp này có diện tích là 30m², một cửa sổ thoáng cực kỳ rộng luôn, hướng ra bên ngoài. Cửa sổ này thì sử dụng bằng hệ nhôm kính cường lực, hệ nhôm sinh pha thôi. Trong bếp thì em thấy nó cũng có khá là nhiều những cái trang thiết bị đầy đủ như máy lọc nước này, tủ đông lạnh này, rồi bếp này, bếp ga này, rồi bồn rửa này, khá là thuận tiện cho gia chủ chúng ta có thể là sinh hoạt. Đúng rồi. Và đây thì gia chủ có xây thêm một cái bức tường nhỏ như thế này để ngăn cách khu vực để tủ lạnh. Và không gian tiếp theo chúng ta sẽ đến là một phòng ngủ khác của ngôi nhà, phòng đây là phòng ngủ số 3. Phòng ngủ này thì em thấy khá là nhỏ xinh, không biết được bao nhiêu vậy anh? 14m² thôi em. 14m². Đúng rồi, có một cửa sổ hướng ra bên ngoài. Hiện tại thì phòng ngủ này cũng rất ít khi được sử dụng. Đó, hai phòng ngủ trước thì gia đình đã sử dụng rồi. Nhưng mà hai phòng ngủ này thì sẽ để giữ phòng cho người nhà đến chơi, hoặc là có công, có việc, hoặc là sau này cho các con khi mà các con lớn. Đó. Và phòng ngủ cuối cùng là phòng ngủ số 4. Phòng ngủ này thì cũng diện tích khá là nhỏ, khoảng tầm 13m². Trong này thì cũng bài trí như kiểu giường này. Và hiện tại thì cũng có thiết kế đồng nhất ở bên kia. Và không gian cuối cùng mà chúng ta sẽ đến đó chính là không gian ngoài sân ướt này. Ngoài sân ướt, hiện tại thì sân ướt đang được sử dụng để có thể nấu nướng ở bên ngoài. Đó, chúng ta không cần nấu nướng bên trong, có thể nấu nướng bên ngoài. Vì nhiều khi là các bác thợ rồi cũng nấu ăn và ăn trưa luôn khu vực này mà. Và ở đây thì cũng sẽ được bố trí thêm một cái nhà vệ sinh phụ nữa ở khu vực phía bên ngoài nhà và khu vực để có thể phơi quần áo. Kính thưa quý vị, và vừa rồi thì chúng tôi đã giới thiệu cho quý vị căn nhà của anh Cao Văn Cường tại Phú Lâm, Đoan Hùng, Phú Thọ. Và nếu như quý vị yêu thích các thiết kế của Mark Home hoặc là có những ý tưởng thiết kế cho riêng mình thì hãy liên hệ với hotline của chúng tôi để nhận được tư vấn sớm nhất. Còn bây giờ thì thời lượng của chương trình cũng đã hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những số tiếp theo. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.